Chào các bạn và chào mừng các bạn đến với kênh Success Con Đường Thành Công. Trong những năm gần đây, Việt Nam đang trở thành một điểm sáng nổi bật trong ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu. Từ những bước đi chiến lược của chính phủ đến sự xuất hiện của hàng loạt gã khổng lồ trong ngành như Intel, Samsung và Amkor, Berg, tất cả đều chứng tỏ rằng Việt Nam đang khẳng định vị thế của mình như một trung tâm sản xuất và nghiên cứu bán dẫn quan trọng ở khu vực Đông Nam Á. Vậy, đâu là những yếu tố đặc biệt giúp Việt Nam thu hút sự chú ý của các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới? Và những cơ hội nào đang mở ra cho nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh này? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong video này để khám phá những yếu tố then chốt làm nên sức hấp dẫn của Việt Nam trong mắt các gã khổng lồ ngành bán dẫn. Những ưu thế của Việt Nam giúp thu hút hàng loạt ông lớn ngành bán dẫn. Việt Nam hiện đang thu hút sự chú ý của các tập đoàn lớn trong ngành công nghiệp bán dẫn, trở thành một điểm đến quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Mới đây, kênh truyền hình CNI của Singapore đã có bài viết nhận định về việc Việt Nam đang nổi lên như một trung tâm hấp dẫn cho các công ty công nghệ, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất và thiết kế bán dẫn. Bài viết này đã chỉ ra những yếu tố nổi bật khiến Việt Nam trở thành lựa chọn hàng đầu của các gã khổng lồ trong ngành công nghiệp bán dẫn như Intel và Amkor. 1. Nguồn nhân lực dồi dào và tiềm năng. Một trong những yếu tố quan trọng nhất giúp Việt Nam thu hút các nhà đầu tư là nguồn nhân lực trẻ và đầy tiềm năng. Với dân số trẻ và năng động, Việt Nam cung cấp một lực lượng lao động lớn có trình độ học vấn ngày càng cao và khả năng nhanh chóng tiếp thu công nghệ tiên tiến. Chính sự trẻ trung và sẵn sàng học hỏi này đã giúp Việt Nam thu hút các công ty công nghệ lớn từ khắp nơi trên thế giới. Việt Nam hiện đang chú trọng đào tạo đội ngũ kỹ sư công nghệ thông qua các chương trình đào tạo chuyên sâu, với mục tiêu mỗi năm cung cấp tối thiểu 10.000 kỹ sư công nghệ cho thị trường. Chính sách này không chỉ đáp ứng nhu cầu về nhân lực chất lượng cao cho các công ty bán dẫn, mà còn giúp phát triển một ngành công nghiệp công nghệ cao bền vững tại Việt Nam. Giáo sư Trử Đức Trình, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, đã nhấn mạnh rằng Việt Nam có nguồn nhân lực dồi dào và rất sẵn sàng tham gia vào chuỗi cung ứng ngành công nghiệp bán dẫn, một ngành đang trải qua những thay đổi mạnh mẽ. Đây được coi là cơ hội rất hiếm có mà Việt Nam không thể bỏ lỡ, đặc biệt khi chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu đang trong quá trình tái cấu trúc và mở rộng. 2. Chính sách của chính phủ Việt Nam. Không chỉ có nguồn nhân lực tiềm năng, chính phủ Việt Nam cũng đã nhận thức được tầm quan trọng của ngành công nghiệp bán dẫn và triển khai nhiều chính sách hỗ trợ để thu hút các nhà đầu tư quốc tế. Chính phủ Việt Nam đang tích cực cải cách môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các tập đoàn công nghệ lớn mở rộng sản xuất tại Việt Nam. Ngoài ra, Việt Nam còn triển khai một chiến lược dài hạn để phát triển ngành công nghiệp bán dẫn. Tầm nhìn của chính phủ là xây dựng một hệ sinh thái bán dẫn toàn diện vào năm 2050, bao gồm các hoạt động từ thiết kế vi mạch, thử nghiệm, lắp ráp, cho đến đóng gói chất bán dẫn. Chính sách này không chỉ giúp Việt Nam trở thành một nơi sản xuất linh kiện bán dẫn, mà còn tạo nền tảng cho việc phát triển các công nghệ bán dẫn ở cấp độ cao hơn, đáp ứng nhu cầu toàn cầu. 3. Các chương trình đào tạo và hợp tác quốc tế. Một minh chứng rõ ràng cho sự phát triển của ngành bán dẫn tại Việt Nam là chương trình đào tạo do Samsung tổ chức. Tập đoàn điện tử Hàn Quốc đã chọn Việt Nam để thực hiện chương trình đào tạo bán dẫn cho các sinh viên tốt nghiệp xuất sắc. Những sinh viên này sẽ tham gia vào chương trình đào tạo sau đại học về chuỗi cung ứng bán dẫn, từ thiết kế vi mạch đến sản xuất chất bán dẫn, và sẽ được gửi sang Hàn Quốc để làm việc tại các nhà máy của Samsung. Chương trình này không chỉ giúp sinh viên Việt Nam có cơ hội học hỏi và nâng cao tay nghề, mà còn mở ra cánh cửa nghề nghiệp tại các công ty công nghệ lớn toàn cầu. Nguyễn Thị Mỹ Duyên, một trong những sinh viên tham gia chương trình đào tạo, đã chia sẻ rằng đây là cơ hội tuyệt vời không chỉ cho bản thân cô mà còn cho cả Việt Nam khi đất nước có cơ hội đóng góp vào sự phát triển của ngành công nghiệp bán dẫn thế giới. 4. Việt Nam, cường quốc mới của ngành bán dẫn. Theo ông Kay Chai Ang, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn khu vực Đông Nam Á của SEMI, Việt Nam đang nhanh chóng nổi lên như một cường quốc về chất bán dẫn tại Đông Nam Á. Ông cho biết Việt Nam đang ở vị thế rất tốt để đóng góp vào mọi giai đoạn của chuỗi giá trị bán dẫn, từ thiết kế, sản xuất cho đến thử nghiệm và lắp ráp. Ngành công nghiệp bán dẫn của Việt Nam dự kiến sẽ đạt 18,23 tỷ USD vào năm 2024,
một con số ấn tượng so với các nước trong khu vực. Điều này phản ánh chiến lược đầu tư và tầm nhìn dài hạn của chính phủ Việt Nam nhằm phát triển một ngành công nghiệp bán dẫn toàn diện. Những nỗ lực này không chỉ giúp Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ trong ngành công nghiệp công nghệ mà còn nâng cao vị thế của quốc gia trên bản đồ công nghệ toàn cầu. 5. Tương lai tươi sáng cho ngành bán dẫn Việt Nam. Với những yếu tố vượt trội về nguồn nhân lực, chính sách hỗ trợ mạnh mẽ từ chính phủ và những chương trình đào tạo chất lượng cao, Việt Nam đang trở thành một điểm sáng trong ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu. Sự hiện diện của các gã khổng lồ như Intel, Samsung và Amkor tại Việt Nam không chỉ mang lại cơ hội việc làm cho người lao động, mà còn góp phần xây dựng một nền tảng vững chắc cho ngành công nghiệp công nghệ cao tại đất nước này. Cùng với những nỗ lực không ngừng nghỉ của chính phủ và sự hỗ trợ từ các tập đoàn công nghệ quốc tế, ngành bán dẫn Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong những năm tới, góp phần vào sự thịnh vượng và đổi mới sáng tạo của nền kinh tế quốc dân. Mối quan hệ thân thiết với hai siêu cường Mỹ-Trung. Một trong những lý do quan trọng khiến Việt Nam ngày càng thu hút các tập đoàn quốc tế, đặc biệt là trong ngành công nghiệp bán dẫn, là sự thân thiện trong quan hệ ngoại giao với hai quốc gia lớn nhất thế giới, Trung Quốc và Mỹ. 1. Quan hệ với Trung Quốc. Trung Quốc, với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và vai trò chủ chốt trong chuỗi cung ứng toàn cầu, là một đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam. Hai quốc gia có quan hệ thương mại mạnh mẽ, với việc Trung Quốc là một trong những đối tác xuất khẩu hàng hóa lớn nhất của Việt Nam. Mặc dù có những bất đồng về một số vấn đề chính trị và biên giới, nhưng trong lĩnh vực thương mại và đầu tư, mối quan hệ giữa hai nước vẫn rất chặt chẽ. Việt Nam được xem như một điểm đến tiềm năng để các công ty Trung Quốc mở rộng sản xuất, nhất là trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ. Thêm vào đó, Trung Quốc cũng đã đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực như cơ sở hạ tầng, điện tử và chế tạo, tạo ra một liên kết quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Với vị trí chiến lược và các chính sách thương mại thuận lợi, Việt Nam đã tận dụng được mối quan hệ này để gia tăng sản xuất và xuất khẩu sang Trung Quốc, đồng thời thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp Trung Quốc. 2. Quan hệ với Mỹ. Mặt khác, mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ cũng đã phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây. Sau khi ký kết Hiệp định Thương mại Tự do giữa hai nước vào năm 2011, và đặc biệt là sau khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới vào năm 2007, mối quan hệ kinh tế giữa hai quốc gia đã có những bước tiến vượt bậc. Mỹ hiện là một trong những đối tác thương mại lớn của Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ, sản phẩm điện tử và bán dẫn. Mỹ cũng đã đầu tư vào các công ty công nghệ tại Việt Nam, và nhiều tập đoàn lớn như Intel, Dell và Apple đã có các nhà máy sản xuất tại Việt Nam. Những công ty này không chỉ tìm kiếm nguồn lao động giá rẻ, mà còn muốn tận dụng môi trường chính trị ổn định và các chính sách thuế ưu đãi của Việt Nam. Ngoài ra, trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, nhiều công ty Mỹ đã chuyển hướng sản xuất sang các quốc gia như Việt Nam để tránh các mức thuế cao từ Trung Quốc, khiến Việt Nam càng trở nên hấp dẫn hơn trong mắt các nhà đầu tư. 3. Việt Nam, điểm đến an toàn trong môi trường toàn cầu biến động. Một yếu tố quan trọng khiến các nhà đầu tư toàn cầu đặc biệt chú trọng đến Việt Nam là tính ổn định chính trị và kinh tế mà quốc gia này mang lại trong bối cảnh môi trường quốc tế đang ngày càng trở nên phức tạp. Mặc dù tình hình thế giới đang có nhiều bất ổn, Việt Nam vẫn duy trì được mối quan hệ ngoại giao thuận lợi với các cường quốc như Trung Quốc và Mỹ, giúp quốc gia này trở thành một điểm đến lý tưởng cho đầu tư. Sự kết hợp của mối quan hệ chặt chẽ với hai nền kinh tế lớn nhất thế giới tạo ra cho Việt Nam một vị thế chiến lược trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong khi Trung Quốc cung cấp các cơ sở sản xuất và nguyên vật liệu, Mỹ lại là một thị trường tiêu thụ lớn và nguồn đầu tư quan trọng. Tính ổn định này giúp các nhà đầu tư cảm thấy yên tâm hơn khi quyết định đổ vốn vào Việt Nam. Các nhà phân tích cho rằng mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam với cả Trung Quốc và Mỹ là yếu tố giúp quốc gia này trở thành một điểm đến an toàn cho các khoản đầu tư dài hạn. Điều này càng trở nên quan trọng trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang có nhiều biến động, đặc biệt là trong ngành công nghiệp bán dẫn, nơi việc duy trì sự ổn định trong quan hệ quốc tế là một yếu tố cực kỳ quan trọng. 4. Tác động của các biến cố chính trị và kinh tế toàn cầu. Dù mối quan hệ với Trung Quốc và Mỹ đang ở mức ổn định, tình hình chính trị và kinh tế toàn cầu vẫn đang có những diễn biến phức tạp. Một trong những yếu tố
khiến các nhà phân tích phải cân nhắc là tác động của các chính sách đối ngoại và thương mại của các quốc gia này, đặc biệt là trong bối cảnh bầu cử Tổng thống Mỹ vào năm 2024. Dù chưa có nhiều thông tin chắc chắn về tác động của việc ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng đối với các chuỗi cung ứng toàn cầu, nhiều nhà phân tích vẫn lạc quan về tiềm năng của Việt Nam. Trong suốt nhiệm kỳ của ông Trump, Mỹ đã thực hiện nhiều biện pháp cứng rắn đối với Trung Quốc, đặc biệt là trong lĩnh vực thương mại và công nghệ. Một số công ty Mỹ đã quyết định chuyển sản xuất ra khỏi Trung Quốc để tránh các mức thuế cao và Việt Nam đã trở thành điểm đến lý tưởng để tiếp nhận phần lớn dòng vốn đầu tư này. Trong bối cảnh Mỹ vẫn tiếp tục duy trì chính sách cứng rắn đối với Trung Quốc, Việt Nam có thể sẽ tiếp tục là một lựa chọn thay thế hấp dẫn cho các nhà sản xuất Mỹ, đặc biệt trong lĩnh vực bán dẫn và các ngành công nghệ cao. Mặc dù các quyết định chính trị của chính quyền Mỹ có thể ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng và các quan hệ thương mại, Việt Nam vẫn duy trì được tính ổn định nhờ mối quan hệ chặt chẽ với cả Trung Quốc và Mỹ. Điều này giúp các nhà đầu tư có thể yên tâm về các rủi ro liên quan đến thay đổi chính sách, vì Việt Nam đang là điểm đến an toàn trong việc tiếp cận các thị trường lớn nhất thế giới. 5. Việt Nam, một cầu nối giữa Trung Quốc và Mỹ. Mối quan hệ của Việt Nam với Trung Quốc và Mỹ không chỉ giúp quốc gia này duy trì sự ổn định trong thương mại và đầu tư, mà còn tạo ra cơ hội đặc biệt trong việc trở thành cầu nối giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Trong khi Trung Quốc là quốc gia có vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng và sản xuất, Mỹ lại là thị trường tiêu thụ khổng lồ và là trung tâm của các công ty công nghệ cao. Việt Nam với vị trí chiến lược và mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp với cả hai quốc gia này có thể đóng vai trò như một cầu nối giúp các công ty quốc tế tối ưu hóa chuỗi cung ứng và gia tăng giá trị sản xuất. Việt Nam không chỉ thu hút đầu tư từ Mỹ và Trung Quốc, mà còn đang đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối các công ty đa quốc gia với thị trường Đông Nam Á, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ cao và bán dẫn. Những lợi thế này giúp Việt Nam không chỉ duy trì sự phát triển bền vững, mà còn khẳng định được vị thế của mình trong một nền kinh tế toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng, tăng nhanh chóng. Mối quan hệ thân thiện và của Việt Nam với hai siêu cường Trung Quốc và Mỹ kết hợp với môi trường chính trị và kinh tế ổn định đã giúp Việt Nam trở thành một điểm đến đầu tư an toàn và hấp dẫn. Các nhà đầu tư toàn cầu, đặc biệt là trong ngành công nghiệp bán dẫn, đang nhìn nhận Việt Nam như một thị trường tiềm năng với nhiều cơ hội, không chỉ nhờ vào nguồn nhân lực chất lượng, mà còn nhờ vào sự ổn định và các chính sách hỗ trợ từ chính phủ. Dù có những biến động trong chính trị và thương mại toàn cầu, các nhà phân tích vẫn lạc quan về tiềm năng của Việt Nam trong việc tiếp tục phát triển và duy trì vị thế chiến lược trong chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt là trong ngành công nghiệp bán dẫn. Sự hiện diện của các tập đoàn bán dẫn toàn cầu tại Việt Nam. Trong những năm qua, Việt Nam đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể của các công ty bán dẫn toàn cầu thiết lập cơ sở sản xuất tại đây. Việc này không chỉ giúp thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp bán dẫn trong nước, mà còn tạo ra một môi trường đầu tư thuận lợi và sôi động, mở ra cơ hội việc làm và phát triển cho nguồn nhân lực tại Việt Nam. Các tập đoàn lớn từ Mỹ, Hà Lan và nhiều quốc gia khác đang đổ vốn vào Việt Nam, góp phần làm tăng thêm giá trị của ngành công nghiệp bán dẫn quốc gia này. 1. Amkor, đầu tư lớn từ Mỹ. Một trong những ví dụ điển hình về sự hiện diện mạnh mẽ của các công ty bán dẫn toàn cầu tại Việt Nam là sự đầu tư của Amkor, công ty Mỹ chuyên về sản xuất, lắp ráp và thử nghiệm chip bán dẫn. Năm ngoái, Amkor đã mở một nhà máy sản xuất chip trị giá lên đến 1,6 tỷ USD tại Bắc Ninh, và nhà máy này đã được đánh giá là cơ sở tiên tiến nhất thế giới của công ty. Đây không chỉ là một cú hích lớn cho nền kinh tế Việt Nam, mà còn khẳng định vị thế của quốc gia này trong ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu. Amkor đã chọn Việt Nam là nơi đặt nhà máy của mình nhờ vào những lợi thế về nhân lực, cơ sở hạ tầng phát triển và các chính sách đầu tư ưu đãi của chính phủ. Sự hiện diện của Amkor tại Việt Nam không chỉ tạo ra hàng nghìn việc làm, mà còn giúp nâng cao năng lực của ngành công nghiệp bán dẫn trong nước, từ đó thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghệ cao và mở ra cơ hội hợp tác quốc tế cho các công ty Việt Nam. 2. Besi, sự hiện diện của Hà Lan tại thành phố Hồ Chí Minh. Một ví dụ khác về sự tham gia của các công ty bán dẫn toàn cầu là sự đầu tư của Besi, công ty đa quốc gia có trụ sở tại Hà Lan, chuyên thiết kế và sản xuất thiết bị bán dẫn. Mới đây,
BAIC đã mở một nhà máy tại khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh, một trong những khu công nghệ tiên tiến của Việt Nam. Ông Stephen Lim Kete, Phó Chủ tịch Dự án Chiến lược Việt Nam của BAIC, cho biết, một phần lý do chúng tôi có mặt ở đây là vì chúng tôi đã tìm hiểu về khách hàng của mình. Điều này cho thấy các công ty bán dẫn lớn như BAIC không chỉ chú trọng đến các yếu tố cơ sở hạ tầng hay nguồn nhân lực, mà còn đánh giá cao sự hiểu biết sâu sắc về nhu cầu và thị trường địa phương. BAIC là một trong những công ty thiết bị bán dẫn hàng đầu thế giới, và việc họ chọn Việt Nam làm điểm đến đầu tư càng làm nổi bật tiềm năng và sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp bán dẫn tại quốc gia này. Với sự có mặt của BAIC tại Việt Nam, thị trường bán dẫn Việt Nam sẽ không chỉ được nâng cao về chất lượng, mà còn thúc đẩy sự phát triển của các công ty công nghệ trong nước, giúp Việt Nam đóng góp nhiều hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. 3. Nvidia, gã khổng lồ sắp có mặt tại Việt Nam. Việt Nam tiếp tục thu hút sự chú ý của các công ty bán dẫn hàng đầu thế giới, trong đó có Nvidia, gã khổng lồ nổi tiếng trong lĩnh vực thiết kế và sản xuất chip đồ họa. Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã thông báo rằng Nvidia đang có kế hoạch mở rộng hoạt động tại Việt Nam. Sự tham gia của Nvidia vào thị trường Việt Nam một lần nữa khẳng định rằng quốc gia này đang trở thành điểm nóng trong ngành công nghiệp bán dẫn, không chỉ thu hút các nhà đầu tư lớn, mà còn là nơi mà những công ty tiên phong trong công nghệ cao lựa chọn để gia tăng sự hiện diện toàn cầu. Nvidia, với sản phẩm nổi tiếng như GPU, bộ xử lý đồ họa cho các máy tính và các thiết bị điện tử, không chỉ là một công ty bán dẫn lớn, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp các công nghệ tiên tiến phục vụ cho các ngành công nghiệp như AI, trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây và ô tô tự lái. Việc Nvidia lựa chọn Việt Nam sẽ mang lại nhiều cơ hội hợp tác giữa các công ty công nghệ trong nước và các tập đoàn quốc tế, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam. 4. Hơn 50 công ty bán dẫn hàng đầu đã đầu tư vào Việt Nam. Ngoài Amkor, BAIC và Nvidia, hơn 50 công ty bán dẫn hàng đầu thế giới cũng đã chọn Việt Nam là địa điểm đầu tư. Những công ty này bao gồm các tên tuổi nổi bật như Intel, Samsung và nhiều công ty khác trong ngành công nghiệp điện tử và công nghệ cao. Những công ty này không chỉ đầu tư vào các nhà máy sản xuất chip, mà còn mở rộng các hoạt động nghiên cứu và phát triển, R&D, nhằm thúc đẩy sự đổi mới và sáng tạo trong ngành công nghiệp bán dẫn. Các công ty bán dẫn quốc tế đầu tư vào Việt Nam không chỉ nhằm mục đích sản xuất, mà còn để tận dụng nguồn nhân lực chất lượng cao, chi phí sản xuất hợp lý và các chính sách ưu đãi đầu tư từ chính phủ Việt Nam. Việc có mặt của hơn 50 công ty bán dẫn tại Việt Nam cho thấy ngành công nghiệp này đang phát triển mạnh mẽ với sự tham gia của các tập đoàn toàn cầu. Điều này cũng phản ánh sự tin tưởng của các nhà đầu tư vào tiềm năng phát triển lâu dài của Việt Nam trong ngành công nghiệp bán dẫn. 5. Cơ hội và thách thức. Sự hiện diện của các công ty bán dẫn toàn cầu tại Việt Nam không chỉ mang lại cơ hội mà còn đi kèm với những thách thức. Một trong những cơ hội lớn nhất là việc phát triển ngành công nghiệp công nghệ cao tại Việt Nam, giúp đất nước này trở thành một phần không thể thiếu trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Các nhà máy bán dẫn, thiết bị điện tử và nghiên cứu phát triển sẽ tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho lao động trong nước, đồng thời giúp Việt Nam nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực công nghệ cao. Tuy nhiên, để duy trì sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp bán dẫn, Việt Nam cần đối mặt với những thách thức như việc duy trì cơ sở hạ tầng kỹ thuật cao, MAO, đào tạo đội ngũ nhân lực có tay nghề và đảm bảo sự ổn định trong môi trường đầu tư. Chính phủ Việt Nam cũng cần tiếp tục cải cách hệ thống giáo dục và đào tạo để đáp ứng nhu cầu nhân lực của các công ty công nghệ lớn, đồng thời tăng cường các chính sách hỗ trợ và tạo ra một môi trường đầu tư ổn định, minh bạch. 6. Tầm quan trọng của ngành công nghiệp bán dẫn đối với kinh tế Việt Nam. Ngành công nghiệp bán dẫn không chỉ quan trọng đối với sự phát triển của công nghệ, mà còn đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế của Việt Nam. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, việc gia tăng sự hiện diện của các công ty bán dẫn quốc tế tại Việt Nam sẽ giúp quốc gia này thu hút thêm vốn đầu tư nước ngoài, gia tăng giá trị xuất khẩu và tạo ra những cơ hội mới cho sự phát triển bền vững. Bên cạnh đó, sự phát triển mạnh mẽ của ngành bán dẫn còn giúp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh trong khu vực và trên thế giới, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao. Việc các công ty bán dẫn hàng đầu chọn Việt Nam là nơi sản xuất và nghiên cứu phát triển cho thấy rằng
Việt Nam đang ngày càng khẳng định được vị thế của mình trong ngành công nghiệp công nghệ toàn cầu. Với sự hiện diện của các tập đoàn bán dẫn lớn như Amkor, BESI, Nvidia và hàng chục công ty khác, Việt Nam đang vươn lên trở thành một trung tâm công nghiệp bán dẫn quan trọng ở Đông Nam Á. Những khoản đầu tư khổng lồ vào cơ sở hạ tầng sản xuất và nghiên cứu sẽ không chỉ thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp bán dẫn mà còn tạo ra cơ hội lớn cho người lao động, nâng cao năng lực công nghệ và mở rộng hợp tác quốc tế. Sự kết hợp giữa nguồn nhân lực dồi dào, chính sách đầu tư ưu đãi và vị trí chiến lược của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu sẽ giúp đất nước này tiếp tục phát triển và nâng cao vị thế trong ngành công nghiệp bán dẫn. Việt Nam sẽ làm gì để tận dụng thời cơ hóa rộng? Để Việt Nam có thể hóa rộng và trở thành một nền kinh tế mạnh mẽ, thịnh vượng trong tương lai gần, cần phải có một sự kết hợp của nhiều yếu tố kinh tế, xã hội, chính trị và công nghệ. Dưới đây là một số yếu tố quan trọng sẽ giúp Việt Nam đạt được mục tiêu này. 1. Chuyển đổi số và công nghệ cao. Một trong những yếu tố quan trọng nhất để Việt Nam có thể hóa rộng trong tương lai gần là phát triển mạnh mẽ ngành công nghệ và chuyển đổi số. Việt Nam đã bắt đầu phát triển mạnh mẽ ngành công nghệ thông tin, điện tử và công nghiệp bán dẫn. Việc thu hút các công ty toàn cầu trong lĩnh vực công nghệ cao như Amkor, BESI, Nvidia là minh chứng rõ ràng cho sự chuyển mình này. Sự đầu tư vào các ngành công nghiệp 4.0, AI, IoT, Big Data, Blockchain không chỉ nâng cao năng suất lao động, mà còn giúp Việt Nam gia nhập vào chuỗi giá trị cao cấp toàn cầu. Chính phủ Việt Nam đã đặt ra mục tiêu trở thành một quốc gia số, phát triển nền kinh tế dựa trên dữ liệu và công nghệ số. Điều này sẽ mở ra nhiều cơ hội cho nền kinh tế và giúp Việt Nam bắt kịp với các nền kinh tế phát triển. 2. Chính sách hỗ trợ đầu tư và môi trường kinh doanh thân thiện. Việc cải cách và cải thiện môi trường kinh doanh của chính phủ Việt Nam trong những năm qua đã tạo ra những cơ hội lớn cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Chính sách thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, FDI, đặc biệt là trong các lĩnh vực công nghệ cao, sản xuất chế tạo và dịch vụ tài chính đã góp phần không nhỏ vào việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Cơ sở hạ tầng, sự cải cách trong các thủ tục hành chính và các ưu đãi thuế cho các ngành công nghệ cao cũng là yếu tố quan trọng giúp thu hút các tập đoàn lớn đầu tư vào Việt Nam. Những sự thay đổi tích cực này đã giúp Việt Nam trở thành một điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư quốc tế. Điều này sẽ tạo ra động lực phát triển bền vững cho nền kinh tế. 3. Cải cách hệ thống giáo dục và đào tạo. Nguồn nhân lực chất lượng cao, Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn trong việc đào tạo một đội ngũ nhân lực chất lượng cao để phục vụ nhu cầu phát triển các ngành công nghiệp hiện đại. Chính phủ đã xác định giáo dục và đào tạo là yếu tố quan trọng nhất trong chiến lược phát triển kinh tế dài hạn. Việc nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt là các ngành kỹ thuật, công nghệ và quản trị, doanh nghiệp, sẽ cung cấp nguồn nhân lực dồi dào và có chất lượng để đáp ứng nhu cầu phát triển của các ngành công nghiệp cao và các công ty quốc tế. Cùng với việc cải thiện chất lượng giáo dục, việc đào tạo lại nguồn nhân lực trong các lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ để đáp ứng yêu cầu của cách mạng công nghiệp 4.0 là một trong những yếu tố quyết định giúp Việt Nam nâng cao sức cạnh tranh và gia nhập vào chuỗi giá trị toàn cầu. 4. Phát triển cơ sở hạ tầng và mạng lưới giao thông. Một yếu tố không thể thiếu trong quá trình phát triển kinh tế là việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng. Việt Nam đang tập trung mạnh mẽ vào việc cải thiện hạ tầng giao thông, cảng biển, sân bay và hệ thống logistics. Các dự án giao thông trọng điểm như cao tốc Bắc Nam, các cảng hàng không quốc tế mới và các khu công nghiệp lớn sẽ giúp cải thiện khả năng kết nối trong và ngoài nước, đồng thời thúc đẩy các hoạt động sản xuất và xuất khẩu. Việc phát triển cơ sở hạ tầng chất lượng không chỉ giúp Việt Nam tăng trưởng nhanh chóng, mà còn tạo điều kiện cho các công ty quốc tế di chuyển và hoạt động hiệu quả, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. 5. Sự tăng trưởng của ngành xuất khẩu. Việt Nam đã gia nhập nhiều hiệp định thương mại tự do FTA như CPP, EVFTA và RCEP, giúp tạo ra cơ hội lớn cho xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ ra thế giới. Các ngành xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như điện tử, dệt may, giày dép và nông sản đã được hưởng lợi từ các thỏa thuận này, tạo đà cho nền kinh tế phát triển mạnh mẽ. Ngoài ra, ngành công nghiệp bán dẫn đang trở thành một trong những điểm sáng quan trọng trong xuất khẩu của Việt Nam. Sự gia tăng các nhà máy sản xuất chip
và các linh kiện điện tử, cũng như các sản phẩm công nghệ cao sẽ tiếp tục thúc đẩy Việt Nam trở thành một trong những trung tâm sản xuất lớn của thế giới trong tương lai. 6. Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Việt Nam đang trở thành một thung lũng Silicon của Đông Nam Á với sự gia tăng nhanh chóng của các startup trong các lĩnh vực công nghệ cao, fintech và edtech. Chính phủ đã bắt đầu xây dựng các khu công nghệ cao và cung cấp các ưu đãi cho các công ty khởi nghiệp. Môi trường kinh doanh sáng tạo, năng động cùng với sự phát triển của các quỹ đầu tư mạo hiểm trong nước và quốc tế đang giúp Việt Nam tạo ra những doanh nghiệp công nghệ mới với tiềm năng trở thành các kỳ lân trong tương lai. Việc tăng cường đổi mới sáng tạo và phát triển các mô hình kinh doanh mới sẽ giúp Việt Nam trở thành một quốc gia phát triển mạnh về khoa học và công nghệ, từ đó thúc đẩy nền kinh tế chuyển mình. 7. Định hướng phát triển bền vững và môi trường xanh. Trong bối cảnh thế giới đang ngày càng quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, Việt Nam đang nỗ lực xây dựng một nền kinh tế xanh với trọng tâm là năng lượng tái tạo, bảo vệ môi trường và sử dụng tài nguyên hiệu quả. Các chính sách về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững không chỉ giúp Việt Nam thu hút các khoản đầu tư từ các công ty quốc tế, mà còn nâng cao chất lượng sống cho người dân. Bằng cách hướng tới nền kinh tế xanh và bền vững, Việt Nam sẽ giảm thiểu được các tác động tiêu cực đến môi trường, đồng thời xây dựng được một nền kinh tế phát triển dài hạn, ổn định và ít phụ thuộc vào các nguồn tài nguyên không tái tạo. 8. Tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế. Việt Nam không chỉ thúc đẩy phát triển kinh tế trong nước mà còn chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. Việc tham gia vào các hiệp định thương mại tự do FTA và các tổ chức quốc tế giúp Việt Nam mở rộng thị trường, thu hút đầu tư và nâng cao vị thế trên trường quốc tế. Chính phủ cũng đang thúc đẩy chiến lược ngoại giao kinh tế nhằm tìm kiếm và tận dụng các cơ hội hợp tác với các quốc gia và khu vực phát triển. Hội nhập kinh tế quốc tế sẽ giúp Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu, thu hút đầu tư và đồng thời chuyển giao công nghệ, kinh nghiệm từ các quốc gia phát triển, từ đó tạo ra động lực tăng trưởng mạnh mẽ. 9. Tính ổn định chính trị và chính sách kinh tế tích cực. Sự ổn định chính trị và các chính sách kinh tế hiệu quả của Việt Nam là yếu tố quyết định giúp tạo ra môi trường thuận lợi cho phát triển. Chính phủ Việt Nam đã có những chiến lược kinh tế dài hạn, chú trọng đến việc xây dựng một nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển trong môi trường cạnh tranh công bằng. Đảm bảo tính ổn định chính trị và kinh tế sẽ giúp Việt Nam thu hút vốn đầu tư và duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong dài hạn. Với sự kết hợp của những yếu tố trên, Việt Nam có thể vươn lên trở thành một nền kinh tế mạnh mẽ, phát triển nhanh chóng và bền vững trong tương lai gần. Các chiến lược phát triển công nghệ, cải cách giáo dục, cơ sở hạ tầng và chính sách kinh tế mở sẽ là những yếu tố quyết định giúp Việt Nam hóa rộng, sánh vai cùng các nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới. Lời kết, tóm lại, Việt Nam đang nổi lên như một điểm đến hấp dẫn và đầy triển vọng trong ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu. Những yếu tố then chốt như nguồn nhân lực trẻ, tài năng dồi dào, các chính sách hỗ trợ đầu tư sáng suốt từ chính phủ và môi trường kinh doanh thân thiện đã giúp Việt Nam thu hút được sự quan tâm của những gã khổng lồ trong ngành bán dẫn như Intel, Samsung, Amkor, Besi và nhiều tên tuổi lớn khác. Cùng với việc gia tăng sự hiện diện của các tập đoàn toàn cầu và đẩy mạnh phát triển hạ tầng công nghệ, Việt Nam không chỉ thu hút đầu tư mà còn đang xây dựng một nền tảng vững chắc để phát triển thành một trung tâm sản xuất và nghiên cứu bán dẫn lớn tại khu vực Đông Nam Á. Bên cạnh đó, sự đổi mới trong chính sách giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao sẽ giúp Việt Nam duy trì lợi thế cạnh tranh, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của ngành công nghiệp công nghệ cao. Với mối quan hệ thân thiết và chiến lược hợp tác khéo léo với các siêu cường như Mỹ và Trung Quốc, cùng những bước đi đúng đắn trong việc xây dựng nền kinh tế số, Việt Nam chắc chắn sẽ tiếp tục duy trì và phát huy vị thế của mình, trở thành một ngôi sao sáng trong ngành bán dẫn thế giới. Chính những yếu tố này đã giúp Việt Nam không chỉ thu hút đầu tư mà còn gia tăng sự ảnh hưởng trên bản đồ công nghệ toàn cầu. Với tầm nhìn dài hạn và những bước tiến mạnh mẽ, Việt Nam không chỉ đang phát triển nhanh chóng, mà còn đang mở ra một tương lai thịnh vượng, nơi những cơ hội trong ngành bán dẫn và công nghệ cao sẽ tiếp tục thúc đẩy nền kinh tế, mê đưa đất nước tiến gần hơn đến mục tiêu hóa rộng trong tương lai không xa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.
Nếu bạn thấy thông tin hữu ích, đừng quên chia sẻ và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những cập nhật tiếp theo về các vấn đề kinh tế và tài chính. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.